Chiên cá tra các bạn ơi, khô cá tra. Cơm mới nấu các bạn, chín rồi nè. Nhà có bao nhiêu cái chảo lớn nhỏ gì các bạn, đều chốc đó các bạn nè, chốc ngay giữa nè, chảo lớn chảo nhỏ gì nó cũng chốc hết các bạn. Này khô cái trang các bạn. Ăn với cơm nóng các bạn ơi. Khô cá này mình không có chiên cháy nha các bạn, chín rồi thôi nha các bạn. Cháy nó mắc ngon, nó vàng vàng chín là được rồi các bạn. Cái mặt cái vàng chút rồi đó các bạn. Đó. Vàng vàng gì được đó các bạn. Nó mà khô quá nó mặn các bạn ơi, nhưng mà cái này vừa ăn nè, chín rồi các bạn. Cũng dạng dạng cái này cái lượng các bạn, cái này phía dưới này là cái lượng.
Rồi. Mặt kia nó vàng nữa là chín nữa các bạn. Rồi chín rồi các bạn ơi. Vàng rồi. Đừng có khét đâu các bạn ơi. Không có chiên khét đâu các bạn. Khét nó mất ngon. Nó vị chín rồi. Vàng hai mặt là chín rồi. Tắt lửa. Rồi các khô cha của mình, các khô cha, cá cha các bạn. Chiên rồi các bạn. Rồi ăn cơm thôi. Ăn cơm các bạn ơi. Mình ăn cơm đơn giản các bạn. Cá này nè. Cá cha khô cá cha nha các bạn. Đây có dưa leo nữa các bạn. Còn hai cái leo này chút mình chấm nước mắm. Cá khô cha. Ăn cơm với cá khô cha. Cá cha phải khô. Kêu người tới lưỡi luôn các bạn.